Tôi đã có một chú chó với tên gọi Unibus. Nó đã được lập trình để di chuyển cách tôi 10 đến 20 mét, tức là không bỏ quá xa tôi và không để cho tôi lại gần. Lập trình đó có thể được thay đổi, có thể đặt khoảng cách là 100 mét, hoặc 500, hoặc 10 mét, không quan trọng. Chúng tôi đang thử nghiệm trí tuệ máy và khả năng của trí tuệ nhân tạo có thể nhận diện được con người, sao cho đảm bảo sự an toàn cho người đó. Có thể tình cờ có người đi ngang qua và chiếc xe có thể đâm vào người này, hoặc bất ngờ có chướng ngại vật xuất hiện dưới dạng con người hay động vật. Vì thế, bây giờ tôi sẽ trình diễn cho các bạn thấy hoạt động của chú chó này. Đi nào, đi theo ta, đi đi. Các bạn thấy đấy, khi tôi đi nhanh thì nó theo nhanh, khi tôi đi chậm, nó cũng đi chậm theo bước của tôi. Khi tôi dừng lại, nó cũng dừng theo. Tôi có thể không quay người mà bước lùi. Nó nhìn thấy tôi. Điều đó rất khó để xác định, bởi vì có rất nhiều yếu cản. Mỗi ngọn cỏ, bông hoa, giải băng, cái bàn, cột trụ, tuyến đường, cây, mây trời, mọi thứ đó là nhiễu cản. Chúng ta từ bé đã mất vài năm để học cách đọc tên sự vật xung quanh. Chúng ta học cách hiểu được đâu là cái bàn, đâu là cái ghế, con chó, con mèo, con người, mẹ, bố. Việc học tập ấy mất khá nhiều thời gian và khi đó có những chương trình rất phức tạp để có thể nhận diện được những hình ảnh. Và đây, trên nền các nhiễu loạn, thị giác kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo rất khó để lọc được ra con người. Sau đó sẽ có thể hiển thị trên màn hình những gì mà máy tính nhìn thấy. Đó là rất nhiều nhiễu cản và ở đâu đó trong ấy có một điểm. Đó là con người. Và các bạn thấy đấy, máy tính xử lý được điều đó. Không lừa được nó, tôi sẽ nhẹ nhàng, nào. Nó hiểu đấy. Tôi có thể trốn sau cái cột. Rất khó để tách được ra con người khỏi một nhiễu cản như cái cột. Giả sử trên nền cái cột đó, tôi đi ra tới chiếc xe, nó phản ứng lại. Tôi có thể trốn sau nhiễu cản, cùng là cái cột ấy, và bất ngờ xuất hiện. Nó phản ứng lại. Và ở đây thì chúng ta đang đi đầu, có thể nói là trên toàn hành tinh, trong lĩnh vực này. Tất nhiên, không phải trong mọi trí tuệ nhân tạo, không phải trong mọi chương trình điều khiển, nhưng chúng ta trong phần còn lại sẽ đi đầu so với toàn hành tinh. Chúng tôi biết điều mà chúng tôi đang làm, và chúng tôi đang làm ra.
một loại hình vận tải an toàn nhất, một loại hình vận tải thân thiện môi trường, hiệu quả và giá rẻ nhất, cả theo giá chuyến đi và dưới góc độ logistics. И по цене самый доступный там по проезду и с точки зрения логистики. Loại hình vận tải sẽ bên cạnh con người và sẽ an toàn đối với con người. Безопасен для человека. Строй Skyway, cứu hành tinh.